Đó, hết sỏi ra lò thôi. Bây giờ khoan, quên, chúng ta phải rắc thêm miếng hành nữa chứ. Đó, cho thêm tí xanh xanh. Xuất sắc luôn. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa rầm. Không phải là thời tiết, đó chính là tôi đây. Ăn thì dễ, dám cưng thì mới khó. Oh 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 thèm. Oh 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 bao. Ăn rồi cả nhà ơi. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Vietfood Travel. Hy vọng là với những phút giây tầm xàm tháp vừa rồi thì giúp cho mọi người có một tí xíu gọi là thư giãn trong cái mùa Covid này. Trở lại món ăn ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức hai món được kết hợp với phô mai. Còn nguyên liệu gì thì bây giờ mời cả nhà cùng dõi mắt theo cái quy trình chế biến và chúng ta cùng thưởng thức món ăn nha. Để ủng hộ kênh thì cả nhà cho mình xin like, share cũng như là ấn nhìn phút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ok mọi người, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm hai món ăn vặt và đặc biệt là hai cái món này là dành cho những người nào mà nghiện phô mai. Thì món đầu tiên đó là món gà sốt phô mai cay, và món thứ hai đó là món khoai lang sốt phô mai. Đó, nghe tên là mà biết hai món này dành cho người gầy rồi nha. Và đây là nguyên liệu để làm món gà sốt phô mai cay nha mọi người. Đó, để làm món này thì chúng ta sẽ không thể thiếu gà nè, ớt Hàn Quốc, bơ, hành tỏi, phô mai kéo sợi, phô mai cắt lát, bột mì và bột phô mai. Nghe thôi là thấy béo rồi. Ok, chúng ta bắt tay vô làm thôi mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái nước ướp gà nha. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 muỗng lưng, muỗng canh mà ớt bột đó mọi người. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 3 muỗng tương ớt Hàn Quốc vô. 2 muỗng rồi, và muỗng thứ 3. Và chúng ta cho 2 muỗng tương nước canh. Và cho thêm 2 muỗng mật ong. Và cho vô thêm 1 muỗng cà phê dầu mè nha mọi người. Thêm 1 muỗng cà phê dầu hào nữa nè. Tiêu thì chúng ta vẫn cho tùy ít. Và mình cho tỏi với hành lá vô luôn nè. Mè rang nè mọi người, chúng ta cho tùy thích nha. Sau đó chúng ta sẽ đánh lên. Mình đã làm xong cái sốt rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gà vô để mình trộn. Thì cái này á, gà mọi người lưu ý là mình đã trụng sơ rồi nha. Thì thường á, là cái gà này, món này đúng á, là mình phải phi lê. Nhưng mà ở đây là bạn Phú chúng ta có sở thích là thích gặm xương, nên mình sẽ làm lai lai cho nó gặm luôn. Có xương luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho gà vô và chúng ta trộn với sốt. Mình trộn xong rồi thì chúng ta sẽ để nó thấm khoảng từ 15 đến 20 phút. Cái ấn tượng đầu tiên khi trộn xong là mình thấy nó sẽ cay rồi nha. Mà cứ cay là khoái. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu gà. Cái nồi nóng rồi, chúng ta sẽ cho bơ vô. Bơ tan rồi, chúng ta bắt đầu cho gà vô. Thơm quá mọi người ơi. Mùi thơm của bơ và mùi cay cay nữa, mùi gà ướp nè. Đã quá. Đã đã. Rồi, mọi người sẽ xào sên á, làm sao cho thịt gà nó săn lại. Săn chắc lại.
Đó, gà nó săn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 200-300ml nước cho vô cái hỗn hợp hồi nãy để chúng ta tận dụng cái phần còn sót lại. Đó, để mình lấy cho nó đậm đà mọi người. Sau đó chúng ta sẽ đổ vô luôn. Đó, để nước nó sắp sắp như thế này nè. Đây. Đó, khi mà nước nó sắp cỡ này nè, chúng ta sẽ cho cái phô mai miếng vô. Phô mai lát còn miếng gì đó cũng được. Thêm một miếng nữa nè. Và chúng ta sẽ chờ nó toang ra. Và chúng ta cho thêm phô mai kéo sợi vô. Ôi trời ơi. Chà, béo à nghe. Đó, hết sợi. Ra lo thôi. Bây giờ khoan, quên, chúng ta phải rắc thêm miếng hành nữa chứ. Đó, cho thêm tí xanh xanh. Xuất sắc luôn. Và đây là nguyên liệu để làm món khoai lang sốt phô mai. Thì chúng ta sẽ không thể thiếu khoai lang. Hàng này là hàng được tặng nha mọi người. Sữa nè. Đó. Không đường nha. Bột phô mai, bơ, phô mai miếng, phô mai lát. Đó, xúc xích và bột mì. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vô làm món này luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chiên giòn cái khoai lang nha mọi người. Chúng ta sẽ cho vô một muỗng canh bột mì. Thì bây giờ là mình đang tiến hành để mình làm cái sốt phô mai của khoai lang nha mọi người. Tiêu. Tiêu thì chúng ta sẽ cho tùy thích. Và chúng ta cho một tí ớt bột nữa nè. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vô. Và thêm một muỗng cà phê đường vô. Chúng ta cho thêm khoảng 100ml sữa tươi không đường vô nha mọi người. Và chúng ta cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê bơ. Đó. Bơ nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 4 miếng phô mai lát vô á. 4 miếng là nha. Đó. Và cho lên bếp. Lên lửa thôi. Sau đó chúng ta sẽ khuấy cho nó tan ra. Và bắt đầu nêm nếm cho hợp khẩu vị của mình. Khi mà nó đã hòa tan hết rồi đó, thì chúng ta giờ mở lửa nhỏ lại. Và chúng ta bắt đầu nêm theo cái khẩu vị của mình, thêm đường hoặc thêm muối như thế nào thì tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Rồi, khoai lang đã chín và giòn rồi. Mình sẽ lấy ra. Riêng cái này thì nếu như chúng ta không có khoai lang, chúng ta có thể sử dụng khoai tây, khoai môn. Và đặc biệt có thể sử dụng như trái sake. Còn ngon hơn nữa nha mọi người. Là xúc xích chanh thủ mà dầu mà hồi nãy mình làm á, nó còn hơi nóng. Mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho cái xúc xích vô. Để làm chi? Để cho cái viền của xúc xích nó hơi cháy cháy, cứng cứng một chút xíu á mọi người. Đó. Như vậy nè, đó, như vậy là ok rồi, như vậy nó sẽ thơm hơn. Khi ăn nó sẽ thích hơn. Thì chúng ta sẽ ra luôn cái món khoai lang sốt phô mai nha mọi người. Trong lúc làm thì một cái đèn hết pin rồi nên hơi tối. Mọi người thông cảm nha. Rồi chúng ta sẽ cho một cái lớp phô mai lên trên phía nè, trên phía mặt á. Đó. Chúng ta cho thêm xúc xích lên trên. Đó. Cho thêm một lớp khoai lang lên nữa nè mọi người. Tiếp tục cho xúc xích lên trên. Một cái đó. Cuối cùng chúng ta lại cho một cái lớp phô mai, sốt phô mai lên trên mặt nó nữa. Đó. Bao béo, bao mập. Hoàn thành thôi. Lưu ý, đây là món ăn dành cho người gầy và là fan cuồng của phô mai. What? Mọi người cân nhắc trước khi làm theo thử nha. Annyeonghaseyo, Katsumonsa. Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món khoai lang phô mai và món gà sốt phô mai. Tại vì cái món này là của Hàn Quốc cho nên mới chèn cái câu mời hồi nãy bằng tiếng Hàn Quốc vô cho nó vui vui. Rồi
À, bây giờ chắc là mình sẽ đổ ra cái dĩa để cho mọi người thấy, chứ để trong đây thì không có thấy được cái những nguyên liệu bên trong. Ok, hôm nay mình sẽ uống Pepsi nha. Rồi, vẫn không nghe tiếng xì. Chán cái chai ghê. Đó. Rồi nó hâm nóng lại rồi. Bây giờ để mình sẽ đổ ra lên đây luôn. Múc lên trước đi. Chà. Đó, cả nhà ơi, còn được ba cục. Đây. Rồi, cục này xương quá. Ở đây. Lật nó qua. Trời ơi, đây cái cục này phô mai nè. Dính nè. Ui. Nạo phô mai, nạo chét lòng xong. Vậy là hôm bữa cái tteokbokki dính dính ở dưới đây chắc là cũng là phô mai. Ok. Cheerio. Nãy Phú định bới cơm mà thôi, Phú thấy nó kỳ quá. Ăn cái món này phô mai mà giống như là mình đi mình ăn gọi là món chơi thôi. Ăn cơm gì đâu mà kỳ cục thế mồ. Bây giờ ăn cái này trước. Rồi, cái này là giòn ha, chiên giòn. Mọi người có thấy cái món này nó rất là, nó gọi là sao ta, nó hơi bị đối lập. Tại vì để giảm cân thì chúng ta ăn khoai lang, nhưng mà trong đây thì lại có phô mai. Vậy thì giữa giảm cân và phô mai nó tăng độ béo để tăng thêm số ký, thì ăn cái món này vô thì sẽ tăng hay là giảm theo mọi người. Cái khoai lang như có cái phô mai mặn chứ không phải là cái khoai lang mặn. Phô mai mặn mặn. Nhưng mà để coi. Ở dưới cũng có phô mai. Lát họ Phú dở lên cái phần ở dưới nha. Để nãy giờ nhưng mà vẫn rất là giòn. Và cái phần giữa nó vẫn còn một chút gọi là mềm mềm của cái bột. Nó lạ. Khoai lang, xúc xích. Cái xúc xích này hôm bữa chắc có lẽ là mình định mua cái xúc xích mà loại tiệt trùng rồi á, mà không có. Cho nên Phú mua là cái loại mà hun khói. Nên có thể là vì vậy là bữa nay là có chiên nè. Cái loại hun khói thì nó mặn mặn. Nếu mà có loại thường thì nghĩ là nó sẽ đỡ mặn hơn, tại vì cái trong cái phô mai nó đã mặn rồi. Ngon quá. Làm thử thêm miếng tương ớt. À, chúng ta khám phá thử cái tầng dưới coi nó có phô mai không nha. Chà, coi như là phô mai cũng kiếm được nguyên liệu phô mai nhiều chứ bộ. Phô mai được trải dài tới tầng dưới luôn. Đây, bây giờ ghi một xỉa thật là nhiều. Bỏ thêm xúc xích lên trên. Đó, xỉ vô nè. Hơi bể, không sao. Đó, nhiều tương ớt lên. Mê ly chưa, mê ly chưa, mê ly chưa. Ô mê ly, ăn thôi, phải ăn mình thôi. Mmm.
là dính nhiều lắm. Trời ơi, quá có đã. Mà xịt tương ớt, nói chung là mọi người nhớ nha, xài xúc xích không khói thì nó hơi mặn, rồi phô mai mặn, tương ớt nó cũng sẽ có vị mặn mặn. Nếu mà ba cái mặn này tổng hợp lại, chúng ta sẽ được cái kết quả là uống nước ngọt. Mình xịt tương ớt vừa thôi và xài xúc xích bình thường. Rồi nhảy qua tới cái món này, gà phô mai. Mình nếm thử cái sốt coi sao thấy đậm đà, đậm đặc dữ. Từ từ. Hơi nhạt. Cái vị nó chỉ có vị mặn, cay, nhạt nhạt và lớp dầu sa tế cả nhà. Phô mai này thì bên đây thì nó sẽ có miếng có, miếng không. Mình lấy cái miếng miếng này đi. Đó. Món này thì là không ở ngoài tiệm mình ăn bao giờ vậy ta? Hình như là Phú chưa có ăn cái dạng gà phô mai kiểu này ở ngoài tiệm bao giờ. Món này ăn hơi ngộ. Nó là vị cay, vị cay và vị mặn mặn, nhưng mà không quá mặn, hòa với cái phô mai. Đây, kiếm thêm một miếng nữa nha. Đây, cái miếng này nó dính nè, hai phô mai luôn. Đối với Phú, cá nhân Phú thấy món này nó cần phải thêm vị ngọt, hay là có thêm, tại vì nó cũng làm ướt rồi, mà có sốt thì cũng không mấy. Có mè thêm, không biết sao ta. Có mè không ta? Có, trong đây có mè. Tại vì mình ăn hơi đậm á, mình ăn cái này mình vẫn thấy còn nó hơi nhạt nhạt. À, hiện nay là Phú thấy là có lệnh là cho, có thể là shipper giao liên quận lại được rồi, nhưng mà đặt nó cũng rất là khó, cho nên nếu mọi người có đặt thì đặt vào lúc sáng sớm nha, hoặc là trưa trưa nha. Có tương ớt vô vẫn ngon hơn. Con gà này vẫn còn mọng nước ở trong luôn nha. Này mọi người có bánh mì á, mọi người chấm cũng được, mà phải làm đậm hơn thì chấm mới ngon nha. Ngon. Thịt nó mọng nước á. Cái này có da. Cái này được nửa con gà không trời. Móc làm nguyên con luôn bạn ơi. Mua hai con đi làm nguyên con. chi sang sang tí xíu. Chị ông bay đi đâu vậy? Đừng chích em nhé. Sụng á, âm thanh sụng á cả nhà. Quá sao đã, tuyệt vời cả nhà ơi. Đường ăn kiêng đầy ải đau thương, sao cho tôi ăn toàn đồ béo. Bèo là béo á cả nhà. Bữa giờ là ăn được hai món béo phô mai rồi, ký chắc cũng sẽ lên, mình phải tập thể dục bù lại thôi.
Rồi, rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Đến lúc phải chào tạm biệt cả nhà rồi. Ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức một cái món là vừa giảm cân mà vừa tăng cân kết hợp với nhau, đó là khoai lang và phô mai. Kết hợp theo đó là món gà súp phô mai cay nữa. Đó là cũng là hình như là cái món gà súp phô mai cay là cũng như cũng có một bạn là gợi ý. Bây giờ Phương mới nhớ ra. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào.